Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với audiobook Bí mật của Phan Thiên Ân, cuốn sách thay đổi cuộc đời hàng triệu người. Và sau đây là tờ kinh số 6. Tờ kinh số 6: Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Thủy triều dâng lên rồi thủy triều lại rút xuống. Mùa hè đi thì mùa đông đến. Tia nắng ấm áp không còn thì gió lạnh thổi qua. Mặt trời mọc rồi lặn, trăng khuyết rồi đầy. Những con chim vui chơi rồi bay mất, hoa nở rồi tàn. Gieo mạ hôm nay rồi mùa gặt ngày mai. Tất cả thiên nhiên là một chu kỳ của nhiều trạng thái, cảm xúc. Và tôi cũng chỉ là một phần của thiên nhiên. Như ngọn thủy triều, cảm xúc của tôi sẽ dâng cao, sẽ rút thấp. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Ít người hiểu được cái bí mật đó của thiên nhiên, rằng mỗi ngày tôi thức dậy với những cảm xúc khác biệt. Niềm vui ngày hôm qua đã trở thành nỗi buồn của ngày hôm nay, nhưng cái buồn đó lại biến thành cái vui của ngày mai. Trong tôi là cả một bánh xe luân hồi, xoay vần từ niềm vui đến nỗi buồn, từ hoan lạc đến đau đớn, từ hạnh phúc đến thất vọng. Như một cành hoa, tươi nở hôm nay để tan giữa ngày mai. Do đó, cái nỗi buồn của ngày hôm nay đã mang trong nó cái mầm mống của niềm vui ngày mai. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Và tôi sẽ điều khiển cảm xúc này như thế nào để mỗi ngày thêm được hiệu quả. Tôi hiểu rằng nếu những cảm xúc này của tôi sai chật, những việc làm trong ngày sẽ hư trái. Cây cỏ cũng tùy thuộc vào thời tiết để sinh trưởng. Nhưng tôi phải tự tạo ra thời tiết của tôi. Trong giao tiếp hàng ngày, nếu tôi chỉ đem đến mưa bão, gió lạnh và bóng tối, những khách hàng, đồng nghiệp hay nhân viên của tôi cũng sẽ đáp trả bằng mưa gió và bóng tối. Nếu tôi đem đến cho họ niềm vui, tiếng cười, lòng hoang say và ánh nắng rực rỡ, họ sẽ phản ứng lại với hoan lạc, ấm cúng. Cái thời tiết mà tôi đã tạo ra sẽ mang đến cho tôi một mùa gặt sung mãn. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Và tôi sẽ điều khiển những cảm xúc này như thế nào để mỗi ngày là một hạnh phúc và nhiều thành quả. Tôi sẽ thuộc lòng cái bí quyết rất xưa cũ: yếu là những kẻ để suy tưởng chi phối hành động, mạnh là những người dùng hành động để chi phối suy tưởng. Mỗi ngày khi thức giấc, tôi sẽ tự nhắc nhở về kế hoạch chiến đấu sau đây của tôi. Và tôi sẽ không bao giờ để cho kẻ thù là buồn bã, tủi thân và thất vọng chiếm ngự. Nếu tôi thấy cô đơn, tôi sẽ hát ca. Nếu tôi thấy buồn bã, tôi sẽ cười nhạo. Nếu tôi thấy ốm mệt, tôi sẽ gia tăng hiệu năng. Nếu tôi thấy sợ hãi, tôi sẽ lao đầu đi tới. Nếu tôi thấy do dự, tôi sẽ nâng cao giọng nói. Nếu tôi thấy thua kém, tôi sẽ chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp. Nếu tôi thấy nghèo khổ, tôi sẽ hình dung ra những giàu sang phải đến. Nếu tôi thấy bất lực, tôi sẽ nhớ lại những thành công đã qua. Nếu tôi thấy vô nghĩa, tôi sẽ nhớ về những mục tiêu phải đạt. Hôm nay, tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Và từ nay, tôi biết rằng chỉ những kẻ có khả năng kém cỏi mới dễ tự mãn. Tôi không kém cỏi, nên tôi luôn luôn đấu tranh để chống lại những ngoại lực chi phối và đàn áp. Những kẻ thù như thất vọng, buồn bã rất dễ nhận diện. Nhưng tôi hiểu rằng những nụ cười và những thân thiện hoan lạc có thể tiêu hủy tôi. Tôi phải nâng cao cảnh giác. Nếu tôi quá tự tin, tôi sẽ nhớ lại những lầm lỗi. Nếu tôi quá no đủ, tôi sẽ không quên những ngày đói khổ đã qua. Nếu tôi thấy nhàn hạ, tôi sẽ nhớ đến những địch thủ. Nếu đang say sưa với chiến thắng, tôi sẽ nhớ đến những phút giây tồi tệ trong nhục nhã. Nếu tôi thấy quá mạnh, tôi sẽ che thử mặt trời. Nếu tôi đạt đến sự giàu sang, tôi sẽ nhớ đến một đứa trẻ đói ăn. Nếu tôi quá kiêu ngạo, tôi sẽ nhớ lại những giây phút yếu mềm. Nếu tôi thấy khả năng của mình vô địch, tôi sẽ nhìn lên những ngôi sao của vũ trụ. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Với kiến thức mới này, tôi cũng sẽ hiểu và nhận rõ tâm trạng của những người tôi sẽ giao tiếp. Tôi sẽ rộng lượng với những cơn giận và khó chịu của tha nhân, bởi vì tôi hiểu họ chưa nắm được cái bí quyết điều khiển các cảm xúc của họ. Tôi sẽ chịu đựng những mũi tên chế nhạo ngày hôm nay, vì ngày mai họ sẽ thay đổi và cuộc đời giao tiếp sẽ là một niềm vui chung. Tôi sẽ không bao giờ phán đoán tha nhân bằng thái độ bày tỏ của họ. Tôi sẽ tiếp tục kiên nhẫn giao tiếp dù họ đối xử trong ganh ghét. Ngày hôm nay, họ không chịu trả vài đồng cho một chiếc xe lộng lẫy, nhưng ngày mai, họ sẽ đổi cái dinh thự của họ cho một túp lều của tôi. Kiến thức này là chìa khóa cho mọi thành công của tôi.
Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Từ nay tôi sẽ nhận rõ mọi khúc mắc về thái độ của mọi tha nhân tôi sẽ giao tiếp, cũng như thái độ của riêng tôi. Tôi sẽ sẵn sàng đương đầu và điều khiển mọi thái độ, dù tốt hay xấu ra sao, mỗi ngày thức giấc. Tôi sẽ làm chủ những thái độ này bằng những hành động tích cực. Và khi tôi làm chủ chúng, tôi sẽ làm chủ định mệnh đời tôi. Hôm nay tôi sẽ làm chủ định mệnh đời tôi, và định mệnh tôi là trở thành một người giàu nhất thế giới. Tôi sẽ làm chủ tôi. Tôi sẽ là một vĩ nhân. Các bạn vừa nghe xong tập kinh số 6 của cuốn sách Thay đổi cuộc đời hàng triệu con người, bí mật của Phan Thiên Ân. Và tôi nghĩ cuốn sách cũng sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập kinh số 7 của cuốn sách.